Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Bởi vì theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 6 âm lịch thì con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 đã hạ gục rất nhiều đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải ganh ghét, đố kỵ nhưng cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, những người hiền hòa, tốt bụng, họ sống đơn giản, mộc mạc. Vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có và thành công bậc nhất trong năm 2022. Thưa quý vị, qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Ất Hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải, quý vị cũng đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi phần bình luận chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 mệnh sơn đầu hỏa, không quá đào hoa, tuy cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Đường tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ cho lắm, con giáp này dễ rơi vào vòng xoáy tình yêu với những người đàn ông đã có nơi có chốn, đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc nên trước sau cũng phải chịu nhiều tổn thương. Theo phong thủy lộc tài, tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình thì khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình, nhưng nếu bạn quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành của bạn. Những quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi vốn là người có bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ có nhiều fan còn lận đận, nhưng bù lại họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của một người nghệ sĩ thư thái an nhàn. Tử vi của những người tuổi Ất Hợi rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là có thể sẽ có được một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này, đó chính là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Hợi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Theo tử vi tháng 6 âm lịch, những quý vị gia chủ Ất Hợi nhìn chung có hung có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự việc liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Bạn sẽ có được những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho các dự án, lập kế hoạch tiếp thị hơn là hợp tác kinh doanh cũng như là cải thiện hiệu suất công việc rất tốt. Được nhiều sự cát tinh chủ về công danh hỗ trợ, tuổi Ất Hợi sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Nhưng cần tỉnh táo để nhận ra đâu chính là cơ hội phù hợp với mình, chứ không phải ôm đồm tất cả mọi thứ để rồi cuối cùng không làm được việc nào đến nơi, đến chốn. Ngoài ra bản mệnh cũng cần phải hăng hái, tích cực. Tinh thần phấn đấu hời hợt sẽ khiến bạn dễ dàng để trôi mất cơ hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem tử vi cho thấy mặc dù tài lộc của gia chủ có xu hướng tăng nhưng không quá nhiều, ít cơ hội mang đến tính đột phá mạnh mẽ. Nhìn chung, năm vượng vận quý nhân, bạn sẽ gặp được nhiều người giúp đỡ, gặt hái không ít thành quả, thu về lợi nhuận tương xứng. Bạn có thể nhận được một số cơ hội hợp tác trong các dự án bất động sản, nhưng cần phải tự mình tính toán và nỗ lực, hoặc có thể sử dụng mối quan hệ anh em, bạn bè để đạt được lợi ích. Sau khi đã đạt được thành quả khả quan, đừng quên phân chia lợi ích sao cho thỏa đáng để vừa lòng tất cả mọi người, còn có lần hợp tác sau này. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết thực sự có cần đến hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền, và nếu ất hợi, không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng, khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, và có kiếm được nhiều hơn cũng dễ dàng cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an, cũng như là một vòng tay tam hợp quý nhân, điều này rất quan trọng. Chúng tôi xin giới thiệu tới tất cả quý vị vật phẩm vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, con giáp này sẽ không gặp phải những nguy hiểm và tổn thương lớn về mặt sức khỏe trong năm 2022. Một số tình trạng khó chịu mãn tính có thể thuyên giảm nhờ điều chỉnh thói quen sinh hoạt hoặc được điều trị dứt điểm nhờ hợp thầy hợp thuốc. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh, có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, gia chủ có vận đào hoa khá rực rỡ trong tháng này. Người độc thân dễ có cơ hội kết duyên với người khác phái trong những dịp tụ tập. Ban đầu chỉ là những tương tác rất nhẹ nhàng, nhưng dần dà cả hai bạn sẽ nhận ra mình còn có rất nhiều đề tài chung để có thể trò chuyện với đối phương, thiện cảm tăng dần lên, cơ hội thành công cũng lớn hơn. Đặc biệt, có người sẽ dễ gặp được người điềm đạm, suy nghĩ thực tế, luôn biết quan tâm đến người khác. Sự bao dung và tài trí hơn người của đối phương cũng khiến cho bạn có ấn tượng rất tốt. Nhưng nam mệnh sẽ phải cố gắng thể hiện và chủ động tạo cơ hội cho chính mình thì mới mong có được bước đột phá trong mối quan hệ. Tình cảm của các cặp đôi cũng khá bình ổn, đôi lứa vợ chồng khăng khít bên nhau cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Tuy vẫn có những lúc tranh cãi nhưng cả hai đều biết cách điều hòa mâu thuẫn, không để bất đồng trở nên gay gắt, hủy hoại tình cảm. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Ất Hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Tỵ, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Dần, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Dần, có nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch,
ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Dần, có nạp âm thành đầu thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy gia cát về tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1995. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích từ kênh. Còn bây giờ thì xin mến chào. Chúc quý vị có thật nhiều thành công, may mắn, bình an và hạnh phúc.